Mỗi khi đến lễ Giáng sinh, được nhận quà và gặp gỡ ông già Noel là niềm mơ ước của hầu hết trẻ em trên khắp thế giới. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nghiên cứu về chứng rối loạn lo âu và căng thẳng, đối với một số trẻ, việc gặp gỡ ông già Noel có thể là một trải nghiệm đáng sợ và khó vượt qua. Theo nhà tâm lý học Martin Anthony, làm việc tại trường đại học Ryerson ở thành phố Toronto của Canada, khi gặp gỡ ông già Noel, cảm xúc của trẻ sẽ trải qua nhiều cung bậc khác nhau. Một số trẻ tỏ ra rất phấn khích, vui sướng khi được nhìn thấy ông già Noel, trong khi đó một số trẻ lại tỏ ra sợ hãi. Theo chuyên gia Anthony, với những trẻ quá sợ hãi ông già Noel, các em có thể trò chuyện với ông qua Internet. Điều này có thể giúp các em giảm bớt nỗi sợ đó. Đây là một biện pháp đầu tiên giúp trẻ em bớt lo sợ. Các em có thể biết được hình ảnh của ông già Noel qua Internet và đến khi gặp thật thì các em sẽ thấy rất tự nhiên. Chuyên gia Anthony cũng cho rằng, đối với những trẻ dù sợ hãi nhưng vẫn muốn gặp ông già Noel thì nên để các em tiếp cận một cách từ từ. Theo Anthony, trẻ em có thể không sẵn sàng ngồi vào lòng của ông già Noel, nhưng các em có thể vui vẻ đứng bên cạnh ông. Đôi khi tôi bế những đứa trẻ lên, chúng đã khóc thét, lúc đó chúng tôi cảm thấy bối rối và không biết nên làm thế nào. Đây sẽ là một cách hay và hiệu quả. Các bậc phụ huynh thường bày tỏ lo ngại nỗi sợ hãi này có thể ảnh hưởng lâu dài đến trẻ. Tuy nhiên, chuyên gia Anthony cho rằng không có điều gì phải lo lắng cả. Theo anh, cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ hãi là đối diện với nó. Và để làm được điều này, trẻ cần sự khích lệ của cha mẹ. Bằng cách này, trẻ em sẽ được hưởng một mùa Giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc.